Trái với suy đoán của nhiều người, Bệnh viện Tim Hà Nội không hề tiếp nhận một bệnh nhân nào nhập viện do cổ vũ bóng đá. Trong cả hai trận bóng đá của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua, Bệnh viện Tim Hà Nội đã bố trí TV ở nhiều nơi để bệnh nhân tim mạch có thể theo dõi trận đấu. Và trên thực tế, đã có những bệnh nhân khỏe lên trông thấy sau khi đội tuyển chiến thắng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn phân tích, cổ vũ bóng đá cũng là một hoạt động thể lực nhẹ nhàng, thoải mái, đặc biệt khi tinh thần vui tươi, phấn kích, mạch máu giãn nở, máu sẽ lưu thông tốt hơn, tim co bóp khỏe hơn để đẩy máu đi nuôi cơ thể. Stress sẽ có hai loại là stress tích cực hay còn gọi là stress dương tính, tốt cho sức khỏe, và stress tiêu cực hay còn gọi là stress âm tính. Cảm xúc vui sướng mà bóng đá mang lại chính là stress tích cực. Bác sĩ Tuấn cũng lưu ý, stress tích cực khi cổ vũ bóng đá cũng có thể nhanh chóng chuyển thành stress tiêu cực nếu một ai đó xem ở tâm thế cá độ, ăn thua.